Cá sau khi mà mình đã đưa ra ngoài dĩa rồi nè thì mình có thể mình trang trí mấy cái lát ớt ở bên trên cái mình cá cho nó đẹp ha. Và mình cũng rắc lên đây một ít tiêu xay nữa các bạn, cho nó thơm á. Thế là cuối cùng mình đã có được một dĩa cá ngừ chiên sốt với nước mắm me. Món này ăn hao cơm lắm nè các bạn. Nguyên liệu để mình làm món cá ngừ chiên sốt với nước mắm me, ở đây mình có khoảng 4 lát cá ngừ này các bạn. Mình làm cái loại cá ngừ mà thịt trắng thì nó ngon nha. Mình đã rửa sạch sẽ và để ráo rồi. Rồi những cái nguyên liệu mà để mình làm cái món cá ngừ sốt này á, thì đầu tiên là mình có nước mắm này. Mình dùng cái loại muỗng tròn này mình đong một nửa muỗng ha, một nửa muỗng nước mắm, rồi một nửa muỗng me, một nửa muỗng đường. Rồi khi mà mình làm thì mình có sử dụng tiêu nữa nha. Và ở đây mình có mấy củ hành, mấy tép tỏi và khoảng 2 quả ớt nữa nha. Mình bật bếp lên, mình bắt lên đây một cái chảo và mình cho vô đây cái lượng dầu nó vừa vừa thôi các bạn. Và mình chiên với lửa nhỏ nha. Mình cho lửa nó nhỏ nhỏ xuống. Và bây giờ bắt đầu mình cho những cái lát cá vô để mình chiên nha. Mình chiên cá chín bằng lửa nhỏ và mình sẽ chiên cho chín đều vàng hết hai mặt ha. Sau khi mà mình đã chiên cá được chín hai mặt hết rồi các bạn thì mình sẽ tắt bếp đi nha. Và mình sẽ đưa những cái lát cá này nó ra ngoài trên dĩa ha. Rồi bây giờ mình lại bật bếp lên lại nè. Khi mình bật bếp lên lại và dầu nó sôi lên lại nè các bạn, thì mình sẽ cho cái phần mà tỏi và hành tím á, mình xay ra. Khi nãy mình có một cái đồ mà để xay tỏi với lại hành á các bạn, mình bỏ vô mình xay nhanh lắm. Mình xay chung luôn ha. Rồi mình sẽ phi cho nó thơm. Khi hành và tỏi nó đã thơm rồi thì bây giờ mình cho những cái nguyên liệu này vô nè. Nước mắm nè, nước cốt của quả me nè, đường, rồi mình cũng đong vô đây một muỗng canh nước nữa nha. Khi cái nước sốt của mình nó đã tan hết đường và nó đã đều rồi nè các bạn, thì bây giờ mình sẽ cho những cái lát cá khi nãy mình cho ra ngoài cái dĩa thì mình cho vô lại ha. Mình dùng cái đồ xúc này các bạn để mình trở đi ha, chở để cho cái nước sốt nó thấm đều vô hai mặt của miếng cá ha. Và mình cũng có thể mình lấy cái muỗng á các bạn, mình múc cái nước sốt này rồi mình rải nó lên trên bình cá này, nhìn ngon lắm nha các bạn. Cái phần nước sốt đó, nó đã gặp lại rồi nè các bạn, còn lại có xíu này, như vậy là được rồi ha. Thì mình sẽ tắt bếp nha.
Mình đơm cá ra ngoài dĩa luôn nha. Sửa sửa lại xíu cho nó đẹp. Cá sau khi mà mình đã đưa ra ngoài dĩa rồi nè, thì mình có thể mình trang trí mấy cái lát ớt ở bên trên cái mình cá cho nó đẹp ha. Và mình cũng rắc lên đây một ít tiêu xay nữa các bạn, cho nó thơm á. Thế là cuối cùng mình đã có được một dĩa cá ngừ chiên sốt với nước mắm me. Món này ăn hao cơm lắm nè các bạn. Mình chào các bạn nha.